chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa bên nhau đi nốt cuộc đời tại Đắk Lắk. Bất chấp sự phản đối của nhà cầm quyền vừa qua tại chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Đà Nẵng, chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Đắk Lắk hôm nay, ngày 23 tháng 2 năm 2019, vẫn diễn ra cho gần 60 ông thương phế binh sống tại tỉnh này. Buổi sáng diễn ra suôn sẻ, tuy nhiên vào buổi chiều, sau khi trao quà cho một số ông tại nhà thờ chánh tòa Buôn Ma Thuột, thì chúng tôi đã bị an ninh theo dõi và bám theo. Các ông thương phế binh phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột với 7 ông thương phế binh khác quy tụ tại đây đã bị sách nhiễu. Khi đoàn ra về, an ninh thành phố Buôn Ma Thuột đã vào tịch thu tất cả các phong bì. Trong phong bì gồm có thiệp chúc xuân 2019, 1.500.000 đồng. Các an ninh trả lại hiện kim và lấy đi phong thư cùng thiệp xuân. Với sự phụ trách của hai linh mục Du Xe Trương Hoàng Vũ, linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc thuộc dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn và các tình nguyện viên tham gia. Con trai nếu mà tuổi thật của con năm nay 87 rồi. Ồ, vậy hả? Dạ. Thì con cũng không biết nói cái gì hết. Hôm nay các chú xa và tuổi cao thì không có thể về Sài Gòn, năm nay không có mời các chú về được vì đường xa quá, tuổi thì cũng lớn rồi, nên tụi con cũng muốn đến đây thăm cho biết vùng đất Buôn Mê, cuộc sống của các chú ở cái vùng đất này, khí hậu tương đối là mát mẻ, đời sống cũng tương đối là khá hơn so với những anh em ở những cái vùng khác như là miền Trung hoặc là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hôm nay chương trình gửi đến cho các chú chúc quà xuân bên nhau đi nốt cuộc đời. Xin chú nhận như là cái sự cảm ơn tri ân của tất cả mọi người trong cũng như hải ngoại, còn nhớ đến sự đóng góp hy sinh của các chú cho một nền dân chủ miền Nam Việt Nam. Hiểu được cái khó khăn, cái bất tiện trong đi lại của các ông thương phế binh vùng Tây Nguyên do khoảng cách địa lý quá xa, các linh mục phụ trách đã bất chấp quãng đường xa xôi trong cái nắng đổ lửa của vùng Tây Nguyên trong những ngày đầu xuân. Cái nguy hiểm khó khăn từ phía nhà cầm quyền, các linh mục đã đến tận nhà của các ông thương phế binh để gửi lời chúc xuân, hỏi han sức khỏe và gửi chút quà để tri ân các ông, với hy vọng mong muốn an ủi phần nào một phần thân thể bị mất của các ông vì bảo vệ nước nhà và phần danh dự của các ông do phải sống dưới chế độ cộng sản. Đất nước 20 năm chinh chiến, 20 năm dài hờn hận đã dày vò người lính miền Nam. Trong mưa bom đạn dày xéo não nùng, rốt cuộc những người nằm xuống, những kẻ ra đi hay ở lại, chịu cảnh ngục tù khổ sai của cộng sản, ai nấy cũng đã trả xong cái nợ của mình. Tủi nhục nhìn từng trang lịch sử của nước nhà bị giặc thù bôi nhọ và khép kín. Trưa 30 tháng 4 năm 1975, Sài Gòn thất thủ, miền Nam Việt Nam đã chính thức thuộc về cộng sản. Trong cuộc đời, ai chẳng một lần về với đất, khác chăng là sớm hay muộn, vinh với nhục và sống chết sao cho ý nghĩa một kiếp người. Chỉ tội nhất là những người lính Việt Nam Cộng Hòa chưa chết nhưng coi như đã chết vì họ mang thương tật do chiến tranh, những vết thương lòng. Họ không chết mà chỉ bị thương nặng và tất cả gửi lại chiến trường một phần thịt da của cha mẹ họ ban tặng họ. Thời gian có thay đổi, lịch sử cũng sang trang, nhưng thân phận của người thương phế binh và gia đình của họ chẳng có gì mới lạ. Vẫn lấy nước mắt làm mưa rửa mặt hàng ngày. Có làm lính mới cảm thông cho kiếp lính nghiệt ngã đoạn trường. Có làm dân thời ly loạn loạn mới biết được thế nào là mạng sống của con người. Giữa bom đạn vô tình, héo úa còn thua cây cọ. Có là người thương phế binh sau khi xuất viện, bỏ lại một phần thân thể mới thật tội nghiệp cho tuổi trẻ bạc phước vô phần. Đau thương tận cùng là đời của người lính ở tuổi về chiều lại còn mang thương tật. Hỡi ôi những mảnh đời cùng khốn ấy rồi sẽ đi về đâu trong cảnh mưa gió phũ phàng của cuộc đời.